Bệnh viện Đại học Vinh Quang là một bệnh viện sáng sủa, thân thiện, hướng đến một môi trường xã hội lành mạnh. Đây là video hướng dẫn về cách sinh hoạt dành cho bệnh nhân nhận điều trị nội trú nhằm giúp đỡ bệnh nhân dễ dàng thích ứng với môi trường bệnh viện, cũng như hỗ trợ cho sự ổn định và thuận tiện của bệnh nhân. Chúng tôi mong rằng các bệnh nhân sẽ khỏe mạnh và hài lòng trong thời gian nội trú tại bệnh viện. Những vật dụng cần chuẩn bị khi nhập viện là cốc, bình nước, dép đi trong nhà, đồ vệ sinh cá nhân, khăn giấy và các đồ dùng cá nhân khác. Và chúng tôi không cung cấp chăn gối dành cho người giám hộ. Bữa sáng sẽ được phục vụ từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, bữa trưa từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút, bữa tối từ 17 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút. Vui lòng trả lại khay đựng thức ăn vào xe đẩy hoặc phòng bếp của bệnh viện sau khi ăn xong. Cấm mang thực phẩm bên ngoài vào bệnh viện vì có nguy cơ lây nhiễm hoặc ngộ độc thực phẩm. Vui lòng ở lại trong phòng bệnh để hợp tác điều trị trong thời gian khám bệnh. Nhân viên y tế sẽ đến khám vào khoảng thời gian từ 7 giờ đến 10 giờ sáng và 17 giờ đến 19 giờ tối các ngày trong tuần. Vui lòng liên hệ với chúng tôi trong lúc khám bệnh nếu bệnh nhân có thắc mắc về cách điều trị. Các cơn đau đều có thể kiểm soát được, vì thế bệnh nhân không nên cố gắng chịu đựng cơn đau mà hãy diễn tả chính xác về vị trí và trạng thái của cơn đau. Cơn đau sẽ được kiểm soát bằng cách sử dụng thuốc giảm đau theo mức độ cơn đau của bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ được cung cấp một chiếc chăn và một chiếc chăn mềm khi nhập viện. Vui lòng báo với y tế khi bệnh nhân cần ga trải giường và thay quần áo. Vui lòng phân loại vải linen với đồ giặt bị nhiễm bẩn và đồ giặt thông thường. Và bệnh nhân luôn đóng nắp để tránh gây lây nhiễm. Các hành vi bạo lực, lăng mạ và quấy rối tình dục đối với người khác được coi là một hành vi vi phạm pháp luật có thể bị phạt theo luật dân sự và hình sự. Đặc biệt, hành vi bạo lực, đe dọa, cản trở việc khám chữa bệnh, hành hung nhân viên y tế trong bệnh viện có thể bị tăng nặng hình phạt dựa theo quy định tại Điều 12 của Luật Y tế. Tránh gây tranh cãi không cần thiết với các bệnh nhân khác trong thời gian nội trú tại bệnh viện. Không gây phiền phức cho bệnh nhân khác và người giám hộ của họ. Vui lòng giữ im lặng khi nghe điện thoại và hạn chế các hoạt động tôn giáo trong phòng bệnh. Bệnh nhân phải đeo vòng tay nhận dạng bệnh nhân vào cổ tay khi nhập viện. Bệnh nhân không nên tự ý tháo vòng tay nhận dạng bệnh nhân vì chúng tôi cần vòng tay để xác định bệnh nhân một cách chính xác trong quá trình xét nghiệm, dùng thuốc, truyền máu và phẫu thuật. Vì sự an toàn của bệnh nhân, chúng tôi sẽ thường xuyên hỏi họ và tên, ngày tháng năm sinh hoặc số đăng ký bệnh viện của bệnh nhân. Vui lòng báo cho y tá biết nếu bệnh nhân đang sử dụng bất kỳ loại thuốc nào. Nhân viên y tế sẽ quyết định liệu bệnh nhân được tiếp tục sử dụng thuốc hay không, tùy thuộc vào sự phù hợp, trùng lập và tác dụng tương hỗ đối với đơn thuốc của bệnh viện. Hãy kéo lan can chắn giường lên để tránh bị ngã khi nằm hoặc ngủ. Và cố định bánh xe trước và sau khi sử dụng xe lăn. Vui lòng bấm nút cấp cứu được lắp đặt ngay trên giường trong trường hợp khẩn cấp hoặc cần giúp đỡ. Các nút cấp cứu cũng được lắp đặt trong nhà vệ sinh và nhà tắm. Không nên cất giữ tiền mặt hoặc những vật có giá trị trong phòng bệnh nhằm đề phòng trộm cắp. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất lạc nào. Đặc biệt, lưu ý không để lẫn đồ giặt chung với các vật như tiền mặt, máy trợ thính, v.v. được cất dưới gối hoặc cất trong quần áo bệnh nhân. Vui lòng không tự ý di chuyển vị trí giường bệnh nhằm điều trị an toàn và ngăn ngừa lây nhiễm cho bệnh nhân. Không để bệnh nhi ở một mình. Hãy lập tức báo cho y tá khi thấy người lạ hoặc người nào đó có hành vi đáng ngờ. Nghiêm cấm các hành vi nấu nướng hoặc sử dụng các thiết bị nhiệt điện tử. Tất cả các khu vực trong bệnh viện đều là khu vực cấm hút thuốc, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền. Sau khi vào phòng bệnh, đầu tiên hãy kiểm tra các tuyến đường sơ tán, đồng thời tham khảo sơ đồ hướng dẫn, chi tiết về cách sơ tán và sách giới thiệu có ở mỗi phòng.
hãy tuân thủ theo hướng dẫn của y tế hoặc nhân viên cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp do hỏa hoạn hoặc tai nạn gây ra. Hãy giữ khoảng cách thích hợp giữa các giường bệnh để ngăn ngừa lây nhiễm và luôn mở rèm để nhân viên y tế có thể quan sát nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Cần vệ sinh tay sạch sẽ trước và sau khi tiếp xúc với bệnh nhân, sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn, sau khi sử dụng nhà vệ sinh và sau khi ho hoặc hắt hơi. Vui lòng bỏ bông cồn, gạc, tã giấy vào thùng rác y tế được đặt ở hành lang của mỗi phòng bệnh. Thời gian thăm bệnh bắt đầu từ 6 giờ đến 8 giờ chiều các ngày trong tuần và từ 10 giờ đến 12 giờ trưa, 6 giờ đến 8 giờ tối các ngày cuối tuần. Chỉ một người giám hộ duy nhất có thẻ giám hộ mới được phép vào phòng bệnh. Vui lòng sử dụng phòng nghỉ hoặc phòng gặp mặt ở mỗi tầng khi thăm bệnh nhân và điền vào sổ ghi chép thăm bệnh mỗi khi đến thăm. Chúng tôi cần thời gian bàn giao bệnh nhân giữa các y tá để đảm bảo an toàn và mang lại sự chăm sóc chính xác cho bệnh nhân. Thời gian bàn giao bệnh nhân bắt đầu lúc 7 giờ sáng, 3 giờ chiều và 11 giờ tối và mất khoảng 30 phút. Chúng tôi mong có sự giúp đỡ của các bệnh nhân để đảm bảo việc bàn giao được diễn ra suôn sẻ. Máy nước lọc và lò vi sóng được bố trí ở nhà ăn của bệnh viện. Hãy cẩn thận bị bỏng khi sử dụng máy nước lọc và chỉ sử dụng hộp đựng chuyên dụng khi hâm nóng thức ăn bằng lò vi sóng. Hãy cẩn thận không bị ngã khi sử dụng phòng tắm và hãy sử dụng sạch sẽ vì đây là cơ sở vật chất của chung. Ngoài ra, vui lòng tham khảo bảng thông báo của khu bệnh nếu bệnh nhân cần sử dụng Wi-Fi. Trong bệnh viện có ngân hàng, máy ATM, nhà hàng, quán cà phê, phòng giặt, cửa hàng tiện lợi, máy in và đại lý bảo hiểm, v.v. Đây là thông tin phí gửi xe của bệnh viện. Miễn phí một lần cho một chiếc xe khi gửi xe dưới 30 phút trong vòng 8 tiếng ngày xuất nhập viện và trong vòng 12 tiếng ngày thực hiện sinh nở hoặc phẫu thuật. Hãy đăng ký vé gửi xe dài hạn hoặc vé gửi xe hàng ngày tại phòng quản lý bãi xe khi quý khách thường xuyên thăm bệnh viện hoặc có nhu cầu gửi xe lâu dài. Khi bệnh nhân gặp phải sự bất tiện nào hoặc muốn góp ý trong thời gian nội trú, hãy liên hệ với y tá trưởng khu hoặc trực tiếp đến văn phòng hỗ trợ khách hàng ở tầng 3, tòa nhà 1 của khu bệnh, hoặc sử dụng Internet và tiếng nói của khách hàng được bố trí tại lối vào của khu bệnh. Bệnh viện Đại học Quân Quang luôn tích cực lắng nghe và tiếp thu những ý kiến quý báu do khách hàng cung cấp để cải thiện dịch vụ của bệnh viện tốt hơn. Khi bệnh nhân cần cấp giấy tờ, vui lòng đăng ký với y tá phụ trách kèm chứng minh nhân dân trước một ngày xuất viện vì chúng tôi không thể cấp giấy tờ chỉ trong một ngày làm việc. Nếu bệnh nhân là trẻ vị thành niên, hãy cấp thêm các giấy tờ chứng minh mối quan hệ gia đình. Vui lòng đóng dấu bệnh viện các giấy tờ được cấp tại quầy chứng nhận ở tầng 1. Các bộ phận hỗ trợ nhằm đảm bảo việc điều trị suôn sẻ và giúp đỡ bệnh nhân dễ dàng thích ứng với xã hội bao gồm: tại trung tâm hợp tác điều trị, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn cho tất cả những bệnh nhân cần được điều trị y tế liên tục sau khi xuất viện. Tại bộ phận công tác xã hội, chúng tôi giúp đỡ và cung cấp các thông tin cần thiết cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn về mặt tâm lý, xã hội và kinh tế trong suốt quá trình điều trị. Tại trung tâm hỗ trợ cai thuốc lá, chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cai thuốc lá đa dạng. Y tá sẽ hướng dẫn thanh toán các chi phí y tế sau khi hoàn tất các thủ tục xuất viện. Sau khi thanh toán các chi phí y tế, vui lòng nộp giấy xác nhận hoàn tất xuất viện cho y tá phụ trách để được hướng dẫn về các nội dung cần lưu ý và nhận thuốc xuất viện. Nội dung hướng dẫn nội trú dành cho bệnh nhân và người giám hộ kết thúc ở đây. Vui lòng tham khảo tờ hướng dẫn nội trú bệnh viện để biết thêm thông tin chi tiết. Chúc các bệnh nhân nhanh chóng bình phục.